Lin Sadi sinh ngày 5 tháng 12 năm 1989 tại tỉnh Yên Bái. Anh sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hà Nội. Anh tên khai sinh là Nguyễn Minh Đức, là một trong những rapper nổi tiếng nhất của giới underground Việt. Từ nhỏ, Lin Sadi là một cậu bé rất ham chơi. Từ năm học cấp 1, rapper đình đám này đã là một con nghiện game. Các game đã khiến anh mê mẩn và không thể dứt ra. Tuy nhiên, Lin Sadi cũng khá may mắn khi có những người thân vô cùng yêu mến và chiều chuộng anh. Cha mẹ anh không phản đối anh chơi game. Bạn gái anh lại khá tâm lý. Mặc dù cô không am hiểu và cũng không ham mê chơi game như Lin Sadi, nhưng mỗi lần ngồi chờ người yêu chơi game, cô nàng đều không ca thán. Và có lúc còn ngủ gật khi ngồi chờ quá lâu. Có thể nói anh là một trong những rapper sở hữu lượng fan đông đảo nhất trong lịch sử hơn 10 năm của thế giới underground. Anh thuộc thế hệ F1 của VVA Production, đã từng hợp tác với rapper Kyo trong các bản hit như Ngày Mai, Color of Life, Buông Tay, Mama Miezo. Trong sự nghiệp âm nhạc của nam rapper 8X, Color of Life 2009 là một bản rap góp phần làm nên tên tuổi của anh, và câu chuyện bí ẩn xoay quanh ca khúc này cũng khiến nhiều người khi ấy rất tò mò. Sau khi tách khỏi VVA Production, anh bắt đầu hoạt động âm nhạc solo và đã nhanh chóng nổi lên trong cộng đồng mạng khi anh trở thành thành viên của KS Homi, một cộng đồng rap uy tín. Sau các bản rap hit đình đám những năm 2009-2010, thời điểm đó những năm tiếp theo Lin Sadi cũng đã ít ra nhạc hơn. Rapper Kyo cũng dần thôi ở trên đỉnh cao sự nghiệp, anh lại gần như biến mất khỏi thị trường âm nhạc vì một số lý do cá nhân. Đến năm 2013, nam rapper 8X quay trở lại, mặc dù anh ít rap hơn nhưng danh tiếng vẫn còn đấy. Năm 2015, Lin Sadi đã bất ngờ lên tiếng về phong cách âm nhạc có phần ngôn của nam ca sĩ Sơn Tùng. Sự việc là, trong đêm chung kết The Voice 2015, nam ca sĩ Sơn Tùng đã có màn biểu diễn ca khúc Em của ngày hôm qua. Trong tiết mục này, lời ca của ca khúc Em của ngày hôm qua đã được Sơn Tùng làm mới, nhưng cũng chính vì cái mới này đã khiến Sơn Tùng phải hứng chịu nhiều ý kiến phản đối từ khán giả và nhiều người trong nghề. Trong đó có Lin Sadi, anh cho rằng một người nghệ sĩ underground nên có cái tôi của chính mình. Lin Sadi cũng đã bày tỏ quan điểm của mình, anh cho rằng underground cần chất hơn là ngông. Nam rapper này còn cho rằng ngông và trẻ trâu dường như không cách xa nhau là mấy. 2015, anh kết hợp với ca sĩ Vanessa và rapper thân thiết Diên Kỳ, anh đã đánh dấu được sự trở lại của mình. 2016 vẫn là một trong những tượng đài số 1 rapper Việt với những bản hit solo đình đám trong thời gian vừa qua như Tôi đã quên em lâu rồi thật đấy, Em ơi đang làm gì vậy, Đã lâu rồi mình không gặp nhau rồi đấy, Hay chúng mình đừng yêu. Năm 2017, mạng xã hội xôn xao thông tin rapper đời đầu sắp kết hôn, một người đăng tải đoạn clip ghi lại ảnh cưới của Lin Sadi và một cô gái. Sau đó ảnh cưới nhanh chóng lan truyền trên mạng. Năm 2018, ca khúc 102 Hà Tơ của rapper Lin Sadi tên Kỳ Bình Gôn khiến cộng đồng fan pop tố khi có phần giai điệu giống ca khúc BE của BE, Icon. Ngay sau đó sự việc lùm xùm lan truyền chóng mặt, pha đầm của Icon đã yêu cầu IG đưa ra hành động pháp lý bảo vệ các sản phẩm âm nhạc của họ. Trước tình hình trên, Lin Sadi phải tạm tháo ca khúc khỏi YouTube của mình. Tháng 12 năm 2019, Lin Sadi cho ra mắt ca khúc Gấu Mèo. Đây như một ca khúc mang tâm sự anh về cuộc đời thông qua giọng rap trầm buồn càng khiến người nghe thấm đượm hỗn. Bản rap Ren IN7 kết hợp với Diên Kỳ tạo được hiệu ứng và các fan đang trông ngóng phiên bản 2 sắp được ra mắt trong năm này, và gần đây nhất là sự kết hợp với rapper Bình Gôn với track Ông Bà Già Tao Lo Hết trở thành trend. 2020 này anh còn được mời làm giám khảo chương trình được đài truyền hình quốc gia chiếu trên VTV3 làm huấn luyện viên, bên cạnh đó còn có LK, Big Daddy, Đạt Maniac. Chương trình mang đến một sân khấu rap uy tín, chất lượng vô cùng thu hút người xem. Điều này làm cho fan của anh rất vui mừng. Chương trình King of Rap đang rất hot, song song với đó là Rap Việt, hiện tại anh đang bắt tay vào những dự án âm nhạc mới hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ gây ra sự chuyển biến mới trong cộng đồng rap Việt. Vừa trên là tóm tắt tiểu sử Lin Sadi, cảm ơn các bạn hãy theo dõi, nhớ đăng ký và chia sẻ.